Hello nhá, xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay tiếp tục mình lên cho anh em một khúc gỗ nu gõ nhá. Một khúc nó gõ đỏ đó. Trước mắt anh em đang nhìn đây là một khúc nu gõ đỏ vu sụn đầy đủ nha mọi người. Đó, mọi người nhìn đây. Đó. Cái này thì anh em này chơi thì rất là ok, hàng này hàng nu thì anh em biết rồi đấy, hàng nu thì hàng chơi đẳng cấp luôn nhá. Đó. Cây này thì anh em thích nghi để anh em làm lũa xong á là để chỗ nhà gỗ hoặc là mình dựng ngay chỗ trước khu nhà nhà chòi á, nhà gỗ hoặc là khu nhà vườn là rất là đẹp. Đó, đẳng cấp luôn. Hiếm lắm, với em mới có em mới mua được cái khúc nu này nhá. Rất là hiếm luôn. Đó. Săn mãi ông khách thì mới ông ấy bán cho. Thì hôm nay mới về xưởng đây thì em live stream trực tiếp, quay trực tiếp cho anh em xem đó, khúc gỗ đỏ u sụn luôn. Thì ông anh ông ấy để chắc đã được 10 năm rồi mà dù mãi không bán, bây giờ thì ông kẹt tiền thì ông ấy bán cho em, thế là em hôm nay cho anh em coi siêu phẩm, quá đẳng cấp luôn nhá. Hàng này hàng hiếm luôn nhá mọi người, không còn nữa đâu. Kích thước xem, đọc kích thước nhá, chiều dài là 3m4 nhá, đường kính 60 luôn, đường kính tròn 60 luôn. Và u sụn xung quanh nhà đều là mọc mọc mụn hết nhá, mọc mụn toàn thân, ở dưới cũng mọc mụn đầy đủ luôn. Anh em nào chơi thì cứ alo cho em, em báo giá trực tiếp cho mọi người luôn, số điện thoại em để trên đường Ninh luôn nhé, đầy đủ. Khúc này thì cũng là hiếm lắm nổi nha mọi người. Săn ha anh em, nếu mà anh em biết chơi hàng nu thì trên các trang nu á thì nó rất là giá trị. Còn mấy loại khúc gỗ bình thường thì nó rất là rẻ lắm. Hàng nu là rất là hiếm nhé. Video tới đây thì anh em nào chơi thì cứ alo cho em nhé. Thì em xin kết thúc ở đây. Xin chào tất cả mọi người nhé. Anh nào chơi thì cứ alo cho em. Em xin đọc lại kích thước nhá. Khúc nu gõ này chiều dài 3m4, đường kính 60. Nếu mà anh em nhân lên thì nó rơi tầm 1 khối 2 nhé. 1 khối 2. Đó. Khối 2. Còn anh em nào đam mê về hiểu về chất gỗ nu thì cứ alo cho em. Em sẽ tư vấn rồi ship tận nhà cho mọi người nhé, bao giấy tờ đầy đủ luôn, không sót. Anh em có thể vận chuyển đi đâu cũng được nhé, nên là anh em cứ yên tâm chơi, em bao giấy tờ đầy đủ hết. Đó, nhìn bên cạnh hông này nhé, đó, mọi người nhìn này, hàng u sù rất là hiếm nhé. Vâng, video đây em xin chào tất cả mọi người nhé.